Vào khoảng 18 giờ chiều 24 tháng 3, tại đường liên xã thuộc xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe ô tô theo hướng từ thôn Phương Chủ sang thôn Nam Mẫu, đâm trực diện vào một máy xúc đang hoạt động bên đường. Được biết, máy xúc là do một hộ dân thuê của cá nhân để dọn dẹp khu vườn của gia đình. Hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hệ thống đường giao thông nông thôn rất tốt, nên người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu. Đơn vị thi công cần có biển báo đèn tín hiệu hạn chế tốc độ từ xa để tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.